Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Tuấn Vĩ xin truyền tải phần tiếp theo của câu chuyện Em Mỹ Tiên bị bắt cóc bán qua Thái Lan. Và đây là hình ảnh mà đã được em Trang Trang chuyển tải từ bên Thái Lan về. Và mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem lại khi mà em Mỹ Tiên đã tha thiết gọi về cho gia đình để cầu cứu. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Nào, ba, con tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên á, con nhớ ba nhiều lắm. Dạ. Nói chuyện đi, đừng khóc. Rồi. Con muốn về nhà. Dạ, chị ráng nha, ráng em để em và mọi người rút chị về. Chị... Em Kinh ơ, chị nhớ em nhiều á. Dạ. Chị thương em nhiều lắm, Kinh ơ. Rồi đừng khóc ạ nha, chị cố ráng lên nha, chị sắp được về rồi, ráng lên nha. Em sẽ cố gắng hết sức. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Thương chị nhiều lắm. Về đi xong rồi chị em mình gặp nhau ha. Em vào Cần Thơ gặp chị. Ráng lên nha chị. Ba chị nghe được hai tin chị còn tìm được chị á, ba chị mừng lắm. Mấy nay ba chị đang bệnh nhưng mà nghe tin chị ba mừng lắm. Ba điện cho cô Năm về để đi xuống xã làm giấy xác nhận á. Là mai, chắc là mai là đi á. Dạ, rồi ba chị đang làm hộ chiếu rồi. Dạ, ba cũng bệnh lai rai thôi, cũng không sao đâu chị. Chị cố gắng lên ha. Rồi ba cũng hỏi chị là có khỏe mạnh không. Thì em nói là chị mạnh giỏi, không sao cả. Dạ, ba cũng nhớ chị lắm. Ba bảo là già, ba cũng già rồi mà đến bây giờ nghe được tin chị á, là tìm được chị là ba chị mừng lắm rồi. Chị, dạ, cố gắng lên nha. Em và mọi người sẽ cố gắng hết sức để đưa chị về. Dạ. Cảm ơn em nhiều á. Dạ, may mà keo còn cầm được máy mà xem được nữa này. Kết bạn với em á. Dạ. Em kết bạn với chị, em có nhắn tin cho chị rồi, em có gửi hình của chú cho chị rồi á. Mai chị vào chị xem nha. Dạ. Vậy thôi được rồi em ơi. Dạ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua những tiếng khóc xé lòng. Phải nói rằng là hôm trước Tuấn Vĩ cập nhật video của Mỹ Tiên lên thì trong cộng đồng ai cũng hết sức là thương cảm. Thì hôm nay gia đình đang làm giấy tờ thì có gặp những cái trục trặc đáng kể và gọi là gặp cái trở ngại mà gia đình đang rất là lo lắng. Trước khi quý vị đến với buổi trò chuyện với ba Mỹ Tiên cũng như là em Trang Trang thì Tuấn Vĩ xin nói thêm về câu chuyện của Mỹ Tiên bị bắt cóc bán qua Thái Lan. Thưa quý vị, cách đây khoảng chừng 20 ngày về trước thì Tuấn Vĩ có tiếp nhận câu chuyện từ em Trang Trang ở Thanh Hóa. Thì theo như chia sẻ của em thì năm trước thì em có qua ở bên Thái Lan để đi du lịch. Thì không may em ở trong một cái khách sạn nọ có người buôn lậu, vì vậy cho nên là đã bị công an là bắt hết những người đó để điều tra. Thì không may em đã vào trong cái chỗ mà nhốt cùng em Mỹ Tiên ở trong cái trại tị nạn. Thì được em Mỹ Tiên cầu cứu và nói với Trang Trang rằng là khi về Việt Nam là nhờ Trang Trang là tìm gia đình giùm cho Mỹ Tiên. Thì theo như Mỹ Tiên á, thì Mỹ Tiên nói rằng là Mỹ Tiên bị bắt cóc lúc khoảng chừng 10 tuổi. Thì đi qua, bị người ta bán qua ở bên Thái Lan. Thì đã được một cặp vợ chồng ở bên Thái Lan là nhận nuôi. Và sau đó thì người cha nuôi bị mất. Và sau khi người cha nuôi mất thì người mẹ hình như lấy chồng khác và không được thương Mỹ Tiên giống như khi mà cha chưa mất. Vì vậy cho nên là Mỹ Tiên đã đi làm và đã vào một cái công ty nọ để làm công nhân. Thì không may là bị công an bắt vì lý do đó là cư ngụ bất hợp pháp
không có giấy tờ, gọi là cư ngụ bất hợp pháp. Vì vậy cho nên là đã nhốt Mỹ Tiên ở trong đó cũng đã khá là lâu. Vì vậy cho nên là có đủ cơ duyên để gặp được Trang Trang, cho nên là đã chia sẻ câu chuyện đó. Khi mà em Trang Trang chia sẻ câu chuyện thì Tuấn Vị cập nhật lên cộng đồng, thì rất là may mắn đã nhanh chóng kết nối được với gia đình. Thì trong quá trình mà kết nối được với gia đình đó, thì bên đó có yêu cầu là nếu ví dụ như muốn bảo lãnh Mỹ Tiên về thì buộc phải chứng minh là người nhà của Mỹ Tiên thì mới qua bên đó để xét nghiệm ADN. Nếu trùng ADN với Mỹ Tiên thì mới bảo lãnh Mỹ Tiên về được. Vì vậy trong cộng đồng trong thời gian qua cũng hết sức là nỗ lực và đưa ra nhiều cái ý kiến để cùng giúp đỡ cho Mỹ Tiên. Nhưng mà cho đến nay thì gia đình trong quá trình đi làm giấy tờ thì bị có một cái trở ngại rất là lớn. Và giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện giữa Tuấn Vĩ và Trang Trang cũng như là ba của Mỹ Tiên, để chúng ta hãy cùng thảo luận về cái việc mà đưa Mỹ Tiên về và gặp trở ngại ở những điểm nào. Thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem và có hướng giúp đỡ cho gia đình. Và nếu cô chú anh chị có ý kiến gì hay thì mong cô chú anh chị chúng ta để lại comment, rồi Tuấn Vĩ sẽ đọc qua những cái comment đó để chúng ta cùng có hướng đưa Mỹ Tiên về một cách là thuận lợi nhất và nhanh chóng nhất. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện mà Tuấn Vĩ đã ghi nhận được hôm nay. Dạ dạ. Rồi con chào cô chú nha, chào Trang Trang nha. Dạ, con chào cô chú ạ. Dạ chào anh ạ. Dạ. À, hình như chú không được khỏe lắm phải không chú ạ? Chú không được khỏe á. Ngày mai chú đi nằm bệnh viện rồi cháu ơi. Người nó bị sức mệt mỏi, mệt dữ lắm. Dạ. Tại tụm gài giấy đó. Gọi như bằng người ta nói không được rồi chú. Buồn chú khóc rồi chú. Dạ chú ơi, bình tĩnh đi chú. Dạ bình tĩnh đi chú, bình tĩnh đi. Dạ bình tĩnh đi để thì bệnh đó chú. Con cũng có nghe Trang Trang báo về cái trường hợp là chú làm giấy bị trục trặc đó. Thì cho nên là con cũng muốn gọi để thông báo cho cộng đồng biết để coi có cách hỗ trợ chú về cái việc làm giấy hay không. Và ngoài ra nữa đó thì cũng may mắn là có Mạnh Thường Quân có hỗ trợ được 30.500.000 đồng, nói cho cô chú mừng, để cho cô chú đừng có suy nghĩ về chuyện tiền bạc mà cứ lo cái việc làm giấy cũng như là lo sức khỏe đi. Còn cái chuyện tiền bạc và chi phí này kia thì con nghĩ là khi mà mọi việc nó cần thiết đó, thì cộng đồng cũng không có bỏ rơi mình đâu, theo con nghĩ là như vậy. Cộng đồng dữ lắm. Dạ vậy thưa chú, vậy thì cái chuyện làm giấy thì trục trặc ở chỗ nào chú có thể cho con biết được không? Được, chú nói cho hồi sáng này với hôm kia đó chú đi với bà Năm á, thì ở dưới người ta nói bây giờ cái cô Mỹ Tiên này thì hồi đó dân người ta biết, nhưng mà thay đổi chính quyền là cái là công an này kia, khu vực này kia thay đổi hết trơn rồi, giờ người ta không có nắm được. Bây giờ có chứng từ là chiếc xe xanh đó, mà hồi đó bé Tiên hoàn cảnh khó khăn quá không có làm cái xanh được, tại vì tuổi chú còn nhỏ đó, rồi mẹ nó cứ bồng đi bồng tới bồng lui hoài, thằng chi con nó không ở một chỗ thì không có làm chiếc xe xanh. Dạ rồi con hiểu cái nội dung rồi. Vậy em Trang Trang hôm nay em đi đâu, đang ngồi trên xe phải không? Vâng ạ, em đang đi lễ về ạ. Đang đi lễ về. Vậy anh muốn hỏi Trang Trang cái là ở bên đó thì người ta yêu cầu những giấy tờ gì và thủ tục bây giờ mình phải làm như thế nào, em có nắm được rõ không? Em có thể cho biết được không? Dạ con thưa cô chú cũng như cộng đồng mạng và mọi người như này và anh, thì là hôm nay ngày mai con có nhờ bạn con bay sang Thái ạ, để vào trong đấy thì con nghe trong đấy là bây giờ Thái đang nghỉ Tết 3 ngày ạ, thì là không có vào trực tiếp được, thì là chắc là ngày mốt gì đấy thì là bạn con, ngày mai là bạn con bay sang, thì là ngày mốt bạn con sẽ vào và hỏi trực tiếp tình hình ở trong đấy là như thế nào và có bảo lãnh được chị hay không, hay là cần bao nhiêu giấy tờ gì. Thì hôm nay chị Tiên cũng có điện cho em ạ, có điện cho con cô chú ạ, thì chị có nói là chị có hỏi thì là người ta có nói là
ở Việt Nam phải chuẩn bị giấy tờ là xác minh được là chị Tiên là con của cô chú ấy ạ. Thì là sang bên đấy thì là có một cái ông quản ở đó, thì ông ấy sẽ giúp và bảo lãnh chị ra. Còn bây giờ mà để bảo lãnh chị ra ấy, thì phải đi, một là đi nước thứ ba, là phải đưa chị Tiên đi nước thứ ba đó, là phải chờ cái thời gian nó lâu hơn một chút. Và nếu như mà không phải đi nước thứ ba mà bảo lãnh trực tiếp qua gia hạn nữa thì nó cũng hơi khó, nhưng mà sẽ mất rất nhiều là tiền, rất nhiều tiền ạ. Thì là để ngày mai đi, ngày mốt thì bạn con vào đến đấy và hỏi trực tiếp tình hình như nào của chị Tiên ở trong đấy như nào, và con sẽ báo lại cho cô chú và anh ạ. Rồi, ok, tạm thời thì chúng vị hiểu rồi. Vậy là đầu tiên đó là chúng ta phải làm cái giấy để mà xác minh giữa chú đây và Mỹ Tiên là cha con, đúng không ạ? Dạ. Ừ. Thì dạ. À, xin lỗi. Ừ. Vậy là bây giờ đang còn rắc rối ở cái chỗ là chú không có chứng minh được là Mỹ Tiên là con của chú, đúng không chú? Dạ đúng rồi đó. À, khu vực đời này kia thay đổi rồi, mấy chục năm rồi, người ta không có nắm được danh thì nắm được, có xác nhận ở bà con xóm giềng có, người dân có xác nhận, mười mấy người xác nhận là, nhưng mà lại chính quyền người ta không xác nhận. Dạ. À. Dạ thì em xin phép nói là em sẽ sắp xếp công việc, thì em sẽ bay vào trong Cần Thơ cùng với anh. Và chú sẽ đi lên phường hoặc quận nào đấy để em trình bày rõ sự việc là em gặp chị Tiên như nào thì để xem là làm giấy tờ như nào có tiến triển được tốt hay không, để nhờ bên công an ạ. Thì con sẽ sắp xếp công việc trong thời gian sớm nhất và con sẽ bay vào trong đấy ạ, để gặp anh và cô chú ạ. Vậy tốt quá. Chị đang giúp chàng chàng ơn cô chú, cô tôi không quên được đâu. Dạ không. Dạ. Dạ cảm ơn Trang Trang nhiều, nhưng mà rồi cũng không biết là có hiệu quả hay không. Nếu mà hiệu quả thì là phải nói rằng là cũng rất là cảm ơn em, nhưng mà ngược lại sợ là đôi khi không biết là có uổng công của em không. Bởi vì là bây giờ Tuấn Vị cũng đang rối, Tuấn Vị cũng không biết có cái hướng nào cả. Thì bây giờ mình cũng cố gắng thôi. Còn nếu mà ở trên cộng đồng á, thì có ai mà có quen biết ở dưới Cần Thơ, hoặc là có ai mà có thể có cách nào thì mong cô chú anh chị chúng ta chỉ dùm. Thì theo Tuấn Vị nghĩ đó, thì khi mà đưa được Mỹ Tiên ra khỏi cái chỗ trại đó rồi, thì cái việc mà đi về Việt Nam, thì hôm trước Tuấn Vị cũng nghe cô chú nói đó, là có thể là nhờ bên xe đó là đưa cho nhà xe một số tiền nào đó. Bởi vì người nhà xe người ta chạy thường xuyên mà, nên là người ta có cái giao thiệp giữa nhà xe với lại bên hải quan đó. Dạ. Ờ, cái em ngắt lời anh Vị một chút là đấy là bảo lãnh ra được luôn ý ạ. Thì là không cần phải đi đường máy bay về, thì mình sẽ đi đường nhà xe về được luôn. Đấy là cái trường hợp mà em vừa nói là sẽ mất rất nhiều tiền để bảo lãnh ra được về luôn. Nếu như mình bảo lãnh được như thế thì không cần phải đi máy bay, cũng không cần phải qua đại sứ quán hay gì cả. Đúng rồi. Thì như thế cũng tốt. Vâng ạ. Thì như còn cái thứ hai nữa là anh nói là không biết có được việc hay không, thì mất việc của em thì thật sự là cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Em sẽ sắp xếp được thời gian để vào, vì tất nhiên là cái lương tâm của em cũng không thể cho phép nào mà bỏ rơi chị, và trong khi là giúp được đến mức như này và tìm được cho cô chú nhận lại được con của mình như thế, nhưng mà lại chưa giúp được về đến Việt Nam, thì cái lương tâm của em mà em có đi lễ chùa các thứ, em có kêu, em có khấn là cho chị Tin để con giúp được chị Tin về. Vâng, thì là nếu như mà đưa được chị Tiên về thì là đấy là một cái nguyện ước lớn nhất của em. Dạ vâng, nên em mà cũng không có cái vấn đề gì để mà bảo làm hay là ảnh hưởng đến công việc hay là gì, em sẽ sắp xếp được ạ. Dạ rồi, vâng ạ. Ok, vậy cảm ơn em trước. Và thưa chú là như hôm trước đó thì cô chú lo lắng là sợ về cái vấn đề tài chính, nhưng mà cô chú thấy đó là cho dù là chúng ta chưa có kêu gọi hay là chưa có nhờ ủng hộ này kia, nhưng mà cộng đồng cũng đã gửi, có hai mạnh thường quân có gửi được cho con là 30.500.000 đồng đó. Thì con thấy là cô chú cũng thấy được cái hiện trạng thực tại và cũng hỗ trợ, vậy là cũng rất là đáng mừng cho cô chú. Cho nên là cô chú không cần lo về cái mặt tài chính lắm. Nói chung là con biết được cái hoàn cảnh cô chú cũng khó khăn. Chú cũng cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho chú tìm lại con của chú rất mong ơn. Dạ.
Dạ em gửi lời cảm ơn đến hai chị Mạnh Thường Quân đã giúp em chung tay, giúp em cùng với anh Vĩ, giúp em cùng với anh Vĩ để giúp cho chị Tiên để cũng chưa biết được là sẽ đi đến đâu hay mất bao nhiêu tiền, nhưng mà rất cảm ơn các chị đã chung tay cùng với em ạ. Rồi vậy Trang Trang sắp xếp rồi vô thăm cô chú luôn. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn tính giữ cô Trang Trang nhiều lắm. Dạ, rồi ngày ngày mai chú tính nhập viện bệnh viện nào và tình trạng bệnh của chú ra sao? Tại vì cái bệnh của chú thì nó bị phổi, hồi đó làm nặng quá đó cháu. Nó bị lủng phổi. Trời. Rồi nó là mười mấy năm nay rồi. Đó, chú điều trị hoài nó không hết, nhưng mà cái gì mà xúc động nhiều quá, ho nó ra máu. Nó mới hồi sáng đi lại phường ra máu quá trời rồi. Mới kè về. Đó, giờ sáng nay phải đi nằm bệnh viện. Dạ. Hay đi khám nằm bệnh viện mới được, chứ nói là không gặp mặt con. Đó, phải chữa bệnh cho nó hết mới gặp mặt con được. Dạ, tội nghiệp chú. Chú lắng giữ gìn sức khỏe nha chú. Con chúc chú mạnh khỏe ạ. Tại vì là chắc chắn là trong cái hành trình này thì để mà đưa, nếu mà phải xét nghiệm ADN ý ạ, thì chắc chắn là chú phải qua bên Thái để mà xét nghiệm rồi, thì chú cố gắng giữ gìn sức khỏe và điều trị bệnh, giữ gìn sức khỏe tốt để cùng với anh Vĩ. Con thì chắc là con không đi Thái được, con xin lỗi. Nhưng mà chắc là anh Vĩ hoặc là bạn, một số bạn của con sẽ đưa chú sang Thái để gặp. Hôm nay con có trao đổi với bạn con ở bên đấy rồi ạ. Nếu mà chú sang ý ạ, vâng, thì sẽ cho chú gặp trực tiếp về chị luôn, thăm chị luôn. Vâng, còn chắc chắn là chưa đưa được chị ra đâu, nhưng mà chú sẽ được gặp chị. Dạ vâng, và nếu có xét nghiệm ADN hay gì đấy thì vâng ạ, để lấy mẫu và xét nghiệm mà phải đợi đó. Đổi để vâng, để làm thủ tục ạ. Dạ. Thì con đang đưa ra 2-3 cái phương án cho bạn con hỏi công an bên đấy làm phương án nào khả thi nhất và có thể đưa chị về nhanh nhất thì là bạn con sẽ làm ạ. Thì cô chú yên tâm mà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với cảm ơn Tấn Dĩ, cảm ơn cô Trang nhiều lắm. Dạ vâng ạ. Dạ chú. Rồi hình như là cô cũng muốn có đôi lời á, cô ơi, cô xoay cái màn hình ra rồi cô cũng có đôi lời theo theo như cái nguyện vọng của cô á. Dạ, cô xích vô đi cô. Dạ, cô quay cái máy qua bên cô á. Dạ. Dạ. Theo nguyện vọng cô thì cũng như chú vậy đó, được mà sớm mà rước nó về vậy thôi, chứ không biết nói gì nữa. Với lại cho chú hết bệnh rồi mới đi được. Cho chú. Cảm ơn mình. Cảm ơn Tấn Vũ, cảm ơn hết. Thì mà cho cô cũng cảm ơn Mạnh Đường Quân, rồi cảm ơn Tiến Dĩ, cảm ơn Trang Trang nữa. Dạ. Dạ. Thưa cô, hôm bữa thì nghe nói là em Cả Na thấy Mỹ Tiên có nhắc đến em Cả Na đó, em Cả Na lấy chồng rồi hả cô? Nó lấy chồng rồi, Tiến Dĩ nó lấy chồng rồi, giờ nó đang làm ở Sài Gòn á. Dạ. Hôm trước trong cái video khi mà con cập nhật mà của từ em Trang Trang gửi cho con đó, thì khi con cập nhật lên thì cộng đồng xem qua cái clip đó rồi ai cũng thương hết. Thấy em nói chuyện thấy thương quá, nói Trang Trang ơi chị cũng rất nhớ em này kia đó, là lúc đó là hình như là Mỹ Tiên đã ẵm được Cà Na rồi phải không? Ẵm Cà Na đi chơi hả? Ẵm Cà Na đi chơi á, Na được một tuổi mấy ẵm đi chơi. Dạ, thương nghiệp ha. Vậy cũng còn nhớ nó nhiều. Nó thương em lắm. Dạ. Mỹ Tiên thương Cà Na nó ẵm trên tay đi chơi, thương lắm, nhắc hoài, nhắc Cà Na hoài. Dạ. Mà nó có chồng rồi mới lo làm này kia, mới có chồng đây à Tấn Dĩ. Dạ. Ra nó đâu có giúp được gì được cho cô chú đâu. Dạ. Thưa chú, ví dụ Trang ơi cho anh hỏi cái này chút xíu. Là ví dụ như mà chú đây đó sức khỏe không có bảo đảm, vì vậy cho nên đó, là bây giờ nếu mà làm được giấy ở bên Việt Nam thì ủy quyền cho cô ha, sau khi mà làm được giấy thì ủy quyền cho cô, à quên, nữa xét nghiệm ADN nữa, còn liên quan đến xét nghiệm ADN. Vì vậy cho nên là nếu ví dụ như mà em Cả Na đi dùm cho chú thì theo em nghĩ có tiện hơn không?
Em nghĩ là không, em nghĩ là không được đâu ạ, tại vì là cha con thì em cái đấy em cũng không 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 dành nó, tại vì em cũng không dám chắc là được hay không. Nhưng mà nếu mà được chú thì càng tốt, thì con mới nói là chú sức khỏe và vâng ạ, để chuẩn bị tinh thần đón chị cũng như là để xét nghiệm ADN đi ạ. Còn em Cà Na thì để con hỏi lại xem là có được hay không để xác định huyết thống ấy. Tại vì là cũng chưa biết được, tại cũng không phải cùng cha nhưng mà lại khác mẹ. Cho nên mà cũng nhiều khi cái ADN nó cũng chệch nhau hay gì đấy thì đấy thì em không dám định. Nhưng mà đấy là mình đang thảo luận như thế thì để con dạ vâng ạ. Còn sang thăm thì con nghĩ là nếu mà chú đủ sức khỏe thì lần này chú sang thì thứ nhất là thăm chị, thì nên gặp chị một lần, cha con cùng nhau nói chuyện với nhau rồi được gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách đó, ba mấy năm xa cách đó, thì con nghĩ là tốt nhất ạ. Còn Thái với Việt Nam thì nó cũng không có xa lắm, bay có một tí là đến thôi ạ. Còn nếu mà chú mà không đảm bảo nữa thì nếu chú muốn chị và em Cà Na sang để thăm Tiên, chị Tiên để thay cho chú thì cũng được thôi ạ. Đấy là đi thăm, còn cái vấn đề mà xét nghiệm ADN thì con không có dám chắc ạ. Đúng rồi, em nói đúng. Nói chung là trực tiếp thì cũng hay hơn, được tiếp chú thì cũng hay hơn. Nhưng mà thế này, em Trang Trang là theo anh nghĩ đó, thì nếu ví dụ đã xét nghiệm ở bên Thái rồi để chứng minh cha con rồi đó, thì có thể bỏ qua cái bước mà xin ở địa phương là xác nhận. Là cha con ở địa phương ở Việt Nam, không biết có được không? Hồi nãy là em có hỏi bạn em ấy ạ, thì bạn em còn nói là hình như là không có được ấy ạ, tại vì là phải xin cái giấy xác nhận thì mới có làm hộ chiếu cho chị để về được ấy ạ. Thì đường nào là xét nghiệm ADN thì cũng phải làm giấy tờ cho chị, thì phải có hộ chiếu hay có cái gì đấy mới về được đúng không ạ? Thì em nghĩ là phải cần thiết có cái giấy xác nhận ở địa phương thì bên đấy họ mới tiến hành đến xét nghiệm ADN. Dạ, hồi nãy bạn con có nói như vậy ạ. Rồi, anh hiểu rồi. Có nghĩa là để chứng minh cha con trước thì người ta mới xét nghiệm ADN cho. Chứ không chứng minh được cha con thì người ta không có làm cái điều đó. Vâng ạ. Thật sự là cũng khá là rắc rối ha. Em xin nói thêm một chút. Chắc là ngày mốt bạn em sẽ vào trong đấy thăm tình hình của chị Tiên như thế nào, thì hỏi cái người quản ở đấy đầu đuôi như thế nào, thì con sẽ nói lại với cô chú ạ, với anh sau để sẽ rõ ràng hơn một chút nữa về cái tình hình của chị Tiên hiện giờ. Chứ bây giờ bạn con cũng chưa có sang và mình đang ở Việt Nam ấy, cũng chưa biết được nó như nào ấy ạ. Thì bây giờ mình nói thì cũng chỉ là nói thế thôi, đoán mô phỏng hay đoán thế thôi ạ. Dạ vâng. Vậy thưa chú, cái việc mà chú làm bắt bo thì chú đã tiến hành làm bắt bo cho riêng chú chưa? Có rồi, tính vậy. À, có làm bắt bo cho riêng chú rồi. Dạ. Mười tay là có bắt bo rồi. Dạ, cái làm bắt bo thì cũng không có phức tạp lắm. Nhưng mà phức tạp là ở cái chỗ là chứng minh giữa chú và Mỹ Tiên là cha con đó, thì không có giấy khai sinh. Dạ. Ở phường ta nói gì nè? Ta nói bây giờ con chú thất lạc quá lâu rồi, bây giờ không có cái gì để chứng nhận, bây giờ bên bển thử máu này kia cho nó về mới làm giấy khai sinh được đó. Trời, giấy đó. Kêu gì một không vậy đó, đó nói gì đó. Đó là Trang Trang thấy không, nó bất cập ở cái chỗ á, bên rồi. Kia thì đòi là giấy, có giấy xác nhận cha con, mà bên đây đó thì đòi phải có cái ADN trùng cha con thì mới làm giấy được, thì cho nên là nó bất cập ở cái chỗ đó. Cũng giống giống kiểu là cái thời Covid đó, cái thời Covid mà muốn đi làm giấy thì phải qua cái trạm, mà muốn qua cái trạm đó thì phải có giấy thì mới qua trạm được. Vâng. Nó bất cập ở chỗ đó. Con nghĩ là ông trời cũng đang thử thách thì sau cái lần này thì cha con sẽ hiểu nhau và gần nhau, mà chị về sẽ về chăm sóc chú. Dạ.
Thôi bây giờ cố gắng chứ biết làm sao. Thì theo như kế hoạch Sao đó thì là thứ nhất là Tuấn Vy sẽ cập nhật lên cộng đồng để coi trong cộng đồng có ai quen biết hay là có một cái cách nào đó nó tốt hơn thì nhờ nhờ đến cộng đồng giúp. Thì Trang Trang biết không, hôm trước đó thì Tuấn Vy cũng có nói như vậy và Tuấn Vy cũng có cập nhật lên cộng đồng. Thì có Tuấn Vy thấy có một cái bình luận nói là Tuấn Vy nói vậy thôi chứ Tuấn Vy và Trang Trang thì cũng đã có cách rồi, chứ làm sao cần gì phải hỏi cộng đồng. Thì sẵn đây Tuấn Vy cũng xin thưa là thế này. Tuy nhiên á thì là như quý vị thấy đó, Tuấn Vy và Trang Trang thì cũng đang trên phương diện là đang còn còn có cái kế hoạch vậy thôi. Còn cái kế hoạch Dạ. nào nó tốt nhất, gọi là nó tối ưu nhất thì là chưa chưa có. Vì vậy cho nên Đúng là rồi. cho nên Tuấn Vy phải hỏi ở trên cộng đồng và coi có cái sự quen biết nào tốt hơn để chúng ta đưa ra cái phương án tốt hơn hay không. Chứ còn nếu ví dụ như mà mình cứ làm theo như kế hoạch của mình và làm theo như của mình thì đôi khi nó lại, thứ nhất là nó dài thời gian ra này, thứ hai nữa là tốn kém này, ví dụ là như vậy. Nhưng mà biết đâu được rồi có những người người ta quen biết, người ta hỗ trợ mình thì cũng tốt. Thật sự ra là dạ thật sự ra thì em ấy con cũng đang trên cái là ngày nào cũng gọi điện để nhờ những cái mối quan hệ quen biết, rồi nói chung là gặp ai cũng nhờ đó. Mà vâng thì con cũng nhờ rất là nhiều rồi, nhưng mà cái vấn đề nó lại cũng không phải ở trong nước hay là ấy, thì mà lại chị lại không có mất bất kỳ một cái giấy tờ gì ạ, cho nên là nó rất khó. Nên mà họ kể cả quen biết rộng hay là cái người mà lớn ấy tác động xuống ấy thì nó cũng, con nghĩ là nó cũng khó ấy, tại vì là cái giấy tờ nó chả có một cái gì để chứng minh liên quan đến là cha con cả, cho nên mà cái này mình phải bình tĩnh mà từ từ thôi ạ. Cũng không có cách nào hơn. Thì bây giờ Vâng. trên trên cái cơ bản thì con cũng có trao đổi với cô chú là như vậy. Trước tiên là chú cũng bớt lo lắng về cái việc về mặt tài chính. Thì con nghĩ là trước mắt thì được 30 triệu 500 ngàn đồng đó rồi, là cũng có một cái gọi là chi phí cho chúng ta đỡ lo. Và cái điều tiếp theo nữa, ví dụ như sau này mà nếu ví dụ như mọi việc nó diễn ra mà nó phức tạp hơn nữa mà có cần đến tài chính thì con nghĩ là cộng đồng cũng sẽ chung tay thôi, mỗi người một ít thì nó sẽ tốt đẹp thôi. Bởi vì cộng đồng của bên con thì con cũng rất là tự hào là ở cái chỗ là nhiều nhà hảo tâm á, đó là con cũng tự hào và con cũng gọi là tự tin về được cái điều đó. Như chú thấy đó, mình chưa hề kêu gọi gì mà cũng đã có hai nhà hảo tâm được 30 mấy triệu đó, 30 triệu 500 ngàn đồng đó. Đó cho nên là cô chú đỡ lo. Rất là cảm ơn Mạnh thường quân như ứng dụ gì lắm. dạ tiện đây thì con cũng, thật ra thì con cũng không phải giàu có gì cho lắm, thì con sẽ hỗ trợ chú hoặc là cô chú, hoặc là chú đi một mình hoặc cô chú đi với ai đó, thì con sẽ hỗ trợ chú tiền vé máy bay sang thăm chị, vé máy bay đi và về. Dạ trước mắt là vậy đã. Cảm ơn. Cô chị. Rồi còn bên con nữa, tuy rằng là con chưa có nói nhưng mà rồi con cũng có cái dự định rồi, thì tới đâu thì chúng ta sẽ gỡ tới đó, rối đâu chúng ta gỡ tới đó. Đó. Cũng mong là một trong số những cái người công an ở Cần Thơ đấy, ở cái ấp đấy hay cái gì đấy nghe xem được cái livestream này để cố gắng giúp đỡ dạ cho nhà chị Tiên dạ. Vậy tới đây là quý lắm, giúp đỡ chú rồi, không biết giờ sao mà qua không cách nào nói để cái ơn nghĩa của chú với cô Trang Trang này. Quý Thưa chú, theo lắm theo chú ơi. con nghĩ đó chú, thì tuy nhiên là những người làm trong cái việc mà ở ấp ở phường đó thì tuy nhiên là người ta cũng làm theo đúng như cái quy định, theo con nghĩ là như vậy. Những giấy Nhưng mà ngoài ra nữa đó thì cũng tờ hy cũng hy vọng đó là hy vọng là được sự tạo điều kiện của các cô chú đó. Và chúng ta kiếm ra cái hướng, ví dụ chẳng hạn như là có cái sự xác nhận của những người ở địa phương đó, ví dụ như chẳng hạn như là như chú nói hồi bà nãy đó, như chú nói con hồi mười mấy nãy đó, người á mười mấy người đó. Là có ở bên phường Cả Khế thôi, là được mười mấy người, rồi bên phường Ân Hòa chú về đây là cũng nguyên cái xóm nữa đó, biết hết trơn về Mỹ Tiên hồi đó chú. Mà nó đây nó ở đây còn nhỏ, chú đùm bọc nuôi mà, rồi mẹ nó có chồng khác bắt nó về đó, nói con của tôi là tôi bắt đó, thằng chị mới xảy ra chuyện đó. Chứ ở chú từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ tới giữ cà na luôn đó,
Dạ. 11, 12, 12 tuổi gì đó. Chú cũng Dạ. quên rồi. Thì cũng hy vọng là các cô chú có nghe được qua cái sự chia sẻ này thì các cô chú ở bên phường cũng hỗ trợ và tạo điều kiện cho. Dạ, đúng. Rất là mong ạ. Đúng rồi, rất Dạ, là mong. cũng mong bà con ở đây thương tình mà Làm chứng. làm chứng cho mà xác thực giùm cho tôi rất là Có cảm người ơn. hôm nay người ta chịu đó, nhiều người lắm, Ở nhiều bên đây người. chú đang ở người ta cũng biết hết, mấy người lớn lớn tuổi đó, tầm mấy 70 tuổi người ta biết hết trơn à. Biết chú Hiệp này ở đó có đứa con nhỏ nè, đi về bên đây có gia đình nè đó. Rồi thưa cô chú, thì con cũng xin ghi nhận trên cái cơ bản như vậy, rồi những cái bước tiếp theo nữa thì nhờ em Trang Trang cũng xem tình hình ở bên đó, yêu cầu những gì và xem có thể có cái hướng nào tốt hơn không thì Trang Trang báo lại cho Tuấn Vĩ. Còn bên phần Tuấn Vĩ đó thì là Tuấn Vĩ cập nhật lên cộng đồng, xem trong cộng đồng có ai mà có biết được cái hướng nào tốt thì mong được cái sự hỗ trợ. Rồi có gì thì chúng ta sẽ cập nhật tiếp ha, Trang Trang ha. Dạ vâng ạ. Rồi, vậy con chúc sức khỏe cô chú nha. Cảm ơn Tấn Dĩ với cô Trang Trang nhiều lắm, với Dạ. cộng đồng mạng, với cộng đồng mạng Dạ, Dạ. Con giúp đỡ chúc cô chú cha đi con khỏi bệnh. cậu. Chú cố gắng lên nha chú ráng ăn Để nhiều đi điều trị cho thầy khỏi chú ạ. làm ơn là chú đi Để thăm đi gặp bệnh cho chú nằm viện để cho dạ khỏe để đi hướng nó đấy. dạ thì con nghĩ là chú lên điều trị khỏi thì chú nên gặp chị một lần trực tiếp thì nó Đúng. sẽ hay hơn là cà na đó ạ. Thì Chú cũng bây gắng giờ là con chú hy đi. vọng là dạ. Rồi, vậy chúng ta chào tạm biệt nhau ha, rồi có gì chúng ta sẽ cập nhật tiếp nha. Dạ, con cảm ơn chú Dạ ạ. rồi vậy. dạ cảm ơn chào Dạ, chào cô chào chú, chào Trang Trang. dạ em dạ rồi dạ cô chào Trang. dạ Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua buổi trò chuyện của giữa Tuấn Vĩ và gia đình em Mỹ Tiên và em Trang Trang. Thì trước tiên là Tuấn Vĩ rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cộng đồng. Bên cạnh đó, rất là cảm ơn tới hai nhà hảo tâm đã gửi cho Tuấn Vĩ là 30 triệu 500 ngàn đồng để hỗ trợ trong việc mà đưa Mỹ Tiên về. Tuy nhiên trước mắt á, thì đang gặp cái trở ngại về việc làm thủ tục và giấy tờ, chứ cũng chưa có ý định là để mà kêu gọi hỗ trợ về mặt tài chính. Vì vậy cho nên là trong cái câu chuyện này thì Tuấn Vĩ cũng sẽ cập nhật những cuộc trò chuyện tiếp theo, cũng như là mọi việc nó diễn ra đến đâu thì Tuấn Vĩ sẽ cập nhật cho cộng đồng chúng ta được biết đến đó. Một lần nữa Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng. Rất là cảm ơn sự góp ý, có những ý kiến của cô chú anh chị chúng ta. Nếu cô chú anh chị biết được cái phương hướng nào hay thì chúng ta hãy cùng để lại comment ở phần dưới video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Nếu cô chú nào chưa đăng ký kênh, mong quý vị đừng quên là nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho chương trình nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.